Xin chào mọi người, tên mình là Hùng, chủ sở hữu của Đại Gia Nguyễn, một doanh nghiệp cà phê. Mục tiêu của mình là giúp khách hàng cà phê của mình tăng số lượng khách hàng tiềm năng đến quán và duy trì sự phát triển. Nếu bạn có biết ai đang quan tâm đến việc mua cà phê hoặc mở quán, xin hãy giới thiệu cho mình. Rất cảm ơn mọi người. Tiêu đề hôm nay là tại sao tôi không cần phải bỏ cà phê vào lọ mà vẫn sử dụng bao bì để đựng. Giới thiệu, trong thời đại công nghệ phát triển ngày càng nhanh chóng như hiện nay, người tiêu dùng thường xuyên đặt ra câu hỏi về vai trò của bao bì trong việc bảo quản và vận chuyển các sản phẩm. Trong lĩnh vực cà phê, nhu cầu sử dụng bao bì để đựng cà phê đã trở nên phổ biến và gây ra một số vấn đề liên quan đến môi trường và sức khỏe. Tuy nhiên, có một giải pháp thông minh mà không cần phải bỏ cà phê vào lọ, vẫn sử dụng bao bì để đựng, đồng thời mang lại niềm sung sướng cho khách hàng. Trong bài luận này, chúng ta sẽ khám phá các vấn đề khách hàng thông thường gặp bao bì trong việc đựng cà phê và đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề này. Vấn đề khách hàng thường gặp. Khi mua cà phê đóng gói, khách hàng thường gặp phải một số vấn đề liên quan đến bao bì. Đầu tiên, bao bì không đảm bảo khả năng bảo quản cà phê trong thời gian dài. Cà phê là một loại thực phẩm nhạy cảm. Nếu không được bảo quản đúng cách, chất lượng và hương vị của nó có thể bị ảnh hưởng. Bao bì không chắc chắn có thể không khóa kín mùi và không chống oxy, dẫn đến việc cà phê mất đi hương vị và chất lượng gốc của nó. Thứ hai, bao bì gây lãng phí môi trường. Hầu hết các bao bì cà phê đóng gói truyền thống làm từ nhựa và nhôm là các tài nguyên không tái chế và khó phân hủy. Khi khách hàng tiêu dùng cà phê trong bao bì này, lượng rác thải và nhựa và nhôm được sinh ra là rất lớn, gây ra ảnh hưởng xấu đến môi trường. Giải pháp để tạo ra niềm sung sướng để giải quyết các vấn đề trên, một giải pháp hiệu quả là sử dụng bao bì tái sử dụng và có thể phân hủy thay vì đựng bao bì trong các bao bì một lần sử dụng. Các doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể chuyển sang sử dụng bao bì tái sử dụng hoặc bao bì có thể phân hủy sinh học. Điều này giúp giảm lượng rác thải và tác động xấu lên môi trường. Bao bì tái sử dụng có thể là các hũ đựng hũ thủy tinh hoặc có thể tái sử dụng nhiều lần mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Điều này không chỉ giúp giảm lượng rác thải mà còn mang lại sự tiện lợi cho khách hàng vì họ có thể dễ dàng mang theo bao bì tái sử dụng để mua cà phê. Bao bì có thể phân hủy sinh học là một giải pháp khác trong các loại bao bì được làm từ các nguồn tái tạo và có khả năng phân hủy tự nhiên trong môi trường. Bao bì này giúp giảm tác động môi trường và không gây ra lượng rác thải tái chế. Để tạo ra niềm sung sướng cho khách hàng sau khi áp dụng giải pháp này, doanh nghiệp có thể thực hiện các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt cho khách hàng sử dụng tái sử dụng hoặc có thể phân hủy. Ví dụ, khách hàng có thể nhận được chiết khấu hoặc điểm thưởng khi sử dụng bao bì tái sử dụng hoặc bao bì có thể phân hủy. Điều này khuyến khích khách hàng tham gia vào việc bảo vệ môi trường và tạo ra niềm sung sướng cho chính họ khi mua cà phê. Với sự phát triển của công nghệ và nhận thức về bảo vệ môi trường, việc sử dụng bao bì trong việc đựng cà phê đã trở thành một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, không cần phải bỏ cà phê vào lọ, khách hàng vẫn có thể sử dụng bao bì để đựng và tận hưởng niềm sung sướng bằng cách sử dụng bao bì tái sử dụng hoặc có thể phân hủy, có thể giảm thiểu lượng rác thải và tác động xấu lên môi trường. Đồng thời, việc thực hiện các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt cũng mang lại niềm vui và hài lòng cho khách hàng. Ngoài ra, việc sử dụng bao bì tái sử dụng hoặc có thể phân hủy còn mang lại nhiều lợi ích khác. Bao bì tái sử dụng giúp tiết kiệm tài nguyên vì không cần phải sản xuất bao bì mới mỗi lần sử dụng. Điều này cũng giúp giảm tiêu thụ năng lượng và khí thải nhà kính từ quá trình sản xuất bao bì mới. Bên cạnh đó, bao bì tái sử dụng có thể sự sang trọng và đẳng cấp, tạo giá trị đặc biệt độc đáo cho khách hàng khi sử dụng. Bao bì có thể sinh học được khuyến khích sử dụng vì chúng chỉ giảm thiểu lượng rác thải mà còn có khả năng phân hủy tự nhiên, không gây hại cho môi trường. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đang ứng dụng phương pháp bảo vệ môi trường và duy trì sự cân bằng sinh thái cho hành tinh này. Trên hết, việc tận dụng bao bì để đựng cà phê mà không cần bỏ cà phê vào lọ mang lại sự tiện lợi linh hoạt cho khách hàng. Họ có thể dễ dàng vận chuyển và lưu trữ cà phê mà không cần phải lo lắng về việc mất đi chất lượng hay hương vị của sản phẩm. Điều này tạo ra một trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và góp phần nâng cao sự hài lòng và sung sướng của họ. Tóm lại, việc không cần phải bỏ cà phê vào lọ mà vẫn sử dụng bao bì để đựng là một giải pháp thông minh và mang lại niềm sung sướng cho khách hàng. Bằng cách sử dụng bao bì tái sử dụng hoặc có thể phân hủy, chúng ta không chỉ giảm thiểu tác động xấu lên môi trường mà còn tạo ra một trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Đây là một phải bỏ cà phê vào lọ mà vẫn sử dụng bao bì để đựng là một giải pháp thông minh và mang lại niềm sung sướng cho khách hàng. Bằng cách dẫn giúp chúng ta tiến xa hơn trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong việc sử dụng bao bì cà phê để đựng cà phê.